Thưa quý vị, khi thời tiết bất thường, các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại nặng đến mất mùa. Đặc biệt là những năm gần đây, biến đổi khí hậu thường xuyên hơn, sản xuất nông nghiệp vì vậy càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 12.000 hecta cây ăn trái, trong đó có những loại đặc sản như bơ, sầu riêng, măng cụt, thanh long, bưởi, nhãn, cho sản lượng trên 110.500 tấn mỗi năm. 3 năm trở lại đây, nhiều loại cây ăn trái rơi vào cảnh mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết. Nắng nóng kéo dài khiến các loại cây ăn trái cho trái nhỏ, chất lượng kém, tỷ lệ trái loại 1 rất thấp, đa số là hàng loại 2, loại 3, giá cả vì vậy cũng giảm đáng kể. Thông thường, năng suất bình quân 1 hecta cây ăn trái cho sản lượng từ 15 đến 20 tấn, thì hiện nay chỉ còn 10 đến 12 tấn một năm, hoặc thấp hơn. Không chỉ bị ảnh hưởng của thời tiết, đại dịch COVID-19 bùng phát 2 năm nay cũng cộng hưởng thêm những khó khăn cho các nhà vườn. Thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng một vụ, nay giảm chỉ còn 30 đến 40 triệu đồng một vụ. Cái thời tiết thì bây giờ nhiều khi là vừa rồi cũng có sương muối, nó cũng thất thoát. Hiện bây giờ là sầu riêng nè, giá nó nằm cái giá 5-60. Tiết thì nó đúng hơn cũng hơi bất lợi là cái do nắng nóng kéo dài rồi nó ảnh hưởng tới cái sự ra hoa đậu cái của cây bơ, thì cái sản lượng của nó năm nay nó cũng hơi thấp hơn mọi năm. Những năm gần đây, người trồng lúa cũng thường xuyên bị mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết. Thời tiết thất thường là môi trường cho sâu bệnh gây hại phát triển. Nhiều diện tích lúa năng suất giảm từ 1 đến 1,5 tấn một hecta so với mọi năm. Trong khi đó, giá các loại vật tư phân bón lại không ngừng tăng, chi phí sản xuất lúa tăng thêm 20-30%, giá lúa lại giảm mạnh, nên trong năm 2021, nông dân trồng lúa lỗ từ 4 đến 5 triệu đồng một hecta. Là mùa màng năm nay là sao độc thân, là một, hai nữa vấn đề là thất lắm. Mùa màng năm nay là coi như là một mẫu tính là 3 tấn là cao, không có được lên nữa. Lúa nó không hạ nữa. Lúa bây giờ là tính ra lúa là có 4.000 mấy một ký thôi à. Mà phân á thì ure giờ tới 900 mấy ngàn một bao. Thì bây giờ bà con giờ thất thu nhiều lắm. Với cây tiêu, hiện giá tiêu đang tăng cao sau nhiều năm giảm xuống ở mức thấp nhất, nhưng người trồng tiêu vẫn thấp thỏm nỗi lo mất mùa vì thời tiết không thuận lợi. Vụ tiêu năm 2021, các nhà vườn thu hoạch từ 3 đến 4 tấn một hecta thay vì 6 đến 7 tấn như mọi năm. Nguyên nhân khiến năng suất vườn tiêu giảm là do mùa mưa năm nay lượng mưa thấp hơn cùng kỳ, ảnh hưởng đến giai đoạn cây tiêu ra hoa nuôi trái. Năm nay thì thời tiết nó mưa nắng thất thường nên là tiêu nó không có tỷ lệ nó ra bông, nó bị rụng nên là nó không đạt lắm. Ra bông mà nó rụng thì sau này cái năng suất tiêu nó không được đạt lắm. Vậy là thường thường là một hecta thu tầm 4-5 tấn thì sau này cái tỷ lệ mà rụng như vậy thôi, chứ còn 2-3 tấn thôi. Khí hậu ngày càng cực đoan, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với ngành trồng trọt. Vì vậy, để thích ứng, ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đang hướng dẫn nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, cây trồng ít bị tác động bởi thời tiết. Nông dân cũng được khuyến khích và hỗ trợ trang bị kiến thức khoa học, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để không bị lệ thuộc quá nhiều vào thời tiết trong quá trình sản xuất.